thành phố Nha Trang bắt đầu một ngày mới trong thanh bình, xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường, trong nhịp sống từng bước đi lên hiện đại hóa. Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu tá. Người xưa mà chúng tôi muốn nói đến trong hôm nay là bác sĩ Yên Xanh. Sức mạnh nào đã đẩy đưa ông đến với xóm Cồn, xóm Bóng, suối Dầu, suối Cát, Khánh Hòa? Gần nửa thế kỷ, ông sống và làm việc như một người trồng trọt chăn nuôi, như một nhà thiên văn, để đến tuổi 80, kết thúc cuộc đời trong sự thanh thản như một ông lão thuần Việt. Ở nhà thành phố Nha Trang có một cái kỷ niệm rất hay mà nhiều thành phố không thực hiện được, là giữ nguyên tên đường Alexander Yersin và tên đường Pasteur. Cái này nó cả một quá trình rất là hay và nó chứng tỏ cái tình cảm của dân. Bởi vì khi mới giải phóng á, thì cái xu thế chung á, là đổi hết tên đường, đặt tên đường mới. Đương nhiên cái đó là cái điều rất đúng. Nhưng mà khi đụng tới cái đường Yersin với đường Pasteur, tự nhiên nhân dân lập tức có ý kiến ngay, tức là không nên đổi tên đường. Thì chúng tôi tìm hiểu và thấy rõ rồi, dân thương bác sĩ Việt Sang lắm, mà thương đã những cái sự kiện ông làm cho rồi đó. Cho nên các nhà khoa học và lãnh đạo, hồi đó tôi có tham gia lãnh đạo cái ủy ban tỉnh nè, thì chúng tôi kiên quyết đặt vấn đề là không đổi, bởi vì chính cái việc để tên đường Việt Sang và Bác Sơ là làm nổi bật lên cái điều mà không có tỉnh nào có, tức là Yersin Xanh đã làm ở đây suốt 50 năm. Và sau đó thì trong cái di chúc là có nói là phải giữ vĩnh viễn tôi ở lại đất này. Bác sĩ, bác học Yersin Xanh là trường hợp ngoại lệ trong lịch sử Việt Nam. Trái tim lương y nhân hậu, yêu thương và chia sẻ nỗi khốn cùng vì nghèo đói, lạc hậu và bệnh tật của người dân lao động bản xứ của ông đã vượt qua rào cản kỳ thị chủng tộc. Ông là người ngoại quốc đầu tiên được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp phép xây dựng bảo tàng Yersin Xanh để ghi nhận, tôn vinh tài năng và công đức của ông với người dân nước Việt. Tôi đứng còn nhỏ, lúc bây giờ mới có mười mấy tuổi thôi, mà tôi thường hay đi đến nhà ông Giặc Xanh chơi. Từ nhà ông á, thì ông nói tiếng Pháp. Hồi đó tôi còn biết được tiếng Pháp, rồi tôi nói bằng tiếng Pháp với ông á, ông không trả lời, và ông làm lơ ông đi. Thì sau này á, rồi còn một mấy cái người mà làm việc cho ông á, như bồi bếp chẳng hạn rồi đó. Thì từ khi có được chuyện cho tôi biết, thì là ông chỉ nói tiếng Việt Nam mà thôi, chứ ông không ưng nói tiếng Pháp. Mà ông là cậu cái đặc biệt của ông ấy, rằng là cái gì đó ông cũng nói là ông là người ta thôi nha. Người ta cho ông không còn nói tôi, cứ cái gì cũng là nói người ta. Đó là cái đặc biệt của ông ấy đó. Hồi nãy là người ta giao cho tôi trong cái phòng mà làm việc về vắc xanh dài, nghĩa rằng là chỗ dài là đi cắn người ta, thì tôi phải chế ra thuốc đó, mà chế thuốc đó là cũng là do người Pháp dạy cho tôi. Không hiểu sao Yersin Xanh là thực dân mà mang văn hóa trong bị đô hộ. Lần theo trang sử ở Viện Bảo tàng, lớp sinh viên trẻ ngày nay nhớ về những ngày đen tối của người dân An Nam mất nước.
quan quân Triều Nguyễn nhu nhược, cõng rắn, cắn gà nhà. Người dân nước Việt sống nghèo đói, lầm than, một cổ hai chồng. Các quan Triều Nguyễn nhu nhược, thực dân Pháp tham lam, tàn bạo, dẫn đến nạn đói khủng khiếp 1945. Thời Pháp đô hộ nước ta, trong đội ngũ sĩ quan cao cấp của chính quyền thực dân Pháp, nổi bật hai chân dung. Chân dung Paul Dume toàn quyền với ánh mắt nhìn lạnh lùng và sắc bén, ẩn chứa lòng tham vô đáy. Lập đồn điền cao su, mở mang đường xá cầu cống, xây dựng đô thị tiện bề khai thác và vơ vét tài nguyên chuyển về mẫu quốc. Vị chân dung nổi bật thứ hai chính là chân dung sĩ quan quân y của quân đội Pháp quan năm Kiệt Xanh, với ánh mắt nhìn hiền hòa, quả cảm và nhân hậu. Ánh mắt ấy lưu tâm đến phong tục tập quán và nếp sống mông muội, lạc hậu của người dân lao động bản xứ. Ông cho rằng đó là căn nguyên của nghèo đói và bệnh tật. Bác sĩ bác học Kiệt Xanh đã quả cảm đến mức mạo hiểm. Ông đã để cho người thiểu số ở cao nguyên Lang Biang chặt đứt một ngón tay của mình, nhằm minh chứng rằng ông là người bạn tốt. Từ đó, ông rộng đường thâm nhập thực tế để nghiên cứu, hoàn thiện các công trình y học và giúp đỡ người dân bản địa. Rời Nha Trang, rời cao nguyên Lang Biang, bác sĩ Yek Sanh mạo hiểm đến với Hồng Kông, nơi đây đại nạn dịch hạch đang hoành hành. Ông đã tìm ra vi khuẩn dịch hạch và sau đó bào chế thành công vaccine chống dịch hạch. Trung Quốc, Quảng Đông năm 1894, 100.000 người chết. Hồng Kông, tháng 6 năm 1894, 40 người chết một ngày. Với công trình khoa học nghiên cứu nhân độ thế này của ông đã được phong hàm bác học. Lúc đó ông mới tròn 31 tuổi. Một người trẻ tuổi quả cảm, tài cao và trái tim nhân hậu, mọi việc đều có thể và cánh cửa tương lai đang rộng mở phía trước. Uy tín của bác học Kiệt Xanh ngày một vang dội trên trường quốc tế. Ông được vinh dự mời làm hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Ngoài việc truyền thụ cho các sinh viên thông hiểu kiến thức và thực hành lâm sàng của nền y học phương Tây, ông đặc biệt chú trọng truyền thụ về y đức. Ngày 27 tháng 2 năm 1902, thầy hiệu trưởng Nghiệp Xanh khai giảng khóa đầu tiên tại ấp Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Các sinh viên được mặc áo dài, khăn đóng và đeo thẻ bài ngà như một viên chức nhà nước. 28 bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên được cấp bằng bác sĩ y khoa, có giá trị ngang bằng với các bác sĩ tốt nghiệp đại học y khoa tại Pháp Quốc. Thank you.
nào lâm sàng ông ấy giảng tại chỗ, tại giường. Ông hỏi tại giường xong thì là đủ 11 giờ thì ông xuống cái phòng nhà xác đấy để mà mổ xác. Giảng cho sinh viên, chủ tịch cái hội đồng chấm thi là giáo sư từ Pháp sang. Và như thế thì người bác sĩ của ta tốt nghiệp trường đại học Hà Nội là có cái giá trị tương đương như tốt nghiệp ở trường đại học Paris. Một nghịch lý đã xảy ra ngoài sự mong muốn của toàn quyền Paul Doumé. Nhiều bác sĩ y khoa tốt nghiệp các khóa thời đầu của trường đại học y khoa Hà Nội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã đem tài năng, sức lực, thậm chí sinh mạng của mình để chăm lo sức khỏe và chạy chữa vết thương cho các chiến sĩ và đồng bào tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các bác sĩ giáo sư Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch và nhiều bác sĩ khác đã góp phần cống hiến to lớn cho sự thành công của chiến thắng Điện Biên lừng lẫy địa cầu và đánh bại đế chế Mỹ xâm lược. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn và gian khổ của hai cuộc kháng chiến, đội ngũ y bác sĩ tham gia đội quân cách mạng đã có nhiều nghiên cứu khoa học, bào chế công thuốc ký minh chống sốt rét, thuốc penicillin chống nhiễm trong vết thương. Nhiều bác sĩ, nhiều giáo sư có những công trình nghiên cứu nổi tiếng thế giới, như giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến ngành y Việt Nam. Người chọn ngày 27 tháng 2, ngày viết thư thăm và căn dặn y đức của người thầy thuốc. Từ đó, ngày 27 tháng 2 cũng là ngày thầy thuốc Việt Nam với lời dặn dò: lương y như tử mẫu. Cha ông ta có câu, đất lành chim đậu. Ông Nam Dược Xanh cũng nghĩ và làm vậy. Ông chọn xóm Cồn, xóm Bóng, Suối Dầu, Suối Cát làm quê hương thứ hai của mình. Ông là người của dân và dân là người của ông. Nha Trang á, cũng như là gia đình chúng tôi á, là lập bàn thờ để tưởng nhớ tới bác sĩ Giác Sa. Bởi vì sao? Bởi vì là ông á, là gần gũi dân lao động và đại nhất là biết người Nha Trang. Thành thử là ông có quyết tâm là phải dạy cho người dân bằng cách gì? Là chẳng hạn như ngày xưa là ông Năm á, nghe bảo rằng là ông dạy người dân đỡ đẻ. Vì xưa kia là lạc hậu lắm. Và năm 1943 thì Giác Sa, nhân dân vùng Nha Trang á, không quên ơn được cái công sức của nhà bác học. Bởi vì là ông là một khách viễn chinh Pháp sang đô hộ Việt Nam, mà sao có một cái tình thương mà thương người Việt Nam và mang cái sự hiểu biết của mình mà dạy cho dân bản địa. Tôi á, cho rằng á, là chỉ có nhà bác học này là người thứ hai, chứ trên thế giới này không có một người nào khác hơn.
Alors, Monsieur Yersin et Alexandre Yersin étaient un homme exceptionnel. C'était un homme qui était normalement un microbiologiste, un médecin microbiologiste. Alexandre Yersin là một người vô cùng đặc biệt. Ông là nhà nghiên cứu vi sinh vật, bác sĩ, nhà thám hiểm. Ông đã đến Việt Nam và đã bị đất nước này quyến rũ. Ngay lập tức, ông quyết định ở lại xứ sở này. Ông coi Việt Nam chính là gia đình của mình. Ông đã dừng chân ở Nha Trang, nơi ông đã dành rất nhiều tình cảm. Ông đã khám phá ra thành phố Đà Lạt và đề nghị với ông Paul Dumais toàn quyền Đông Dương về việc xây dựng thành phố này. Ông cũng là một trong những người đã sáng lập Đại học Y Hà Nội. Alexandre Yersin là một người đàn ông vĩ đại ở lại đất nước này, có một mối liên hệ chặt chẽ với dân tộc Việt Nam. Alexandre Yersin, c'est un homme qui a fait énormément de choses dans le pays et qui a été très bien lié à toute la population. Sau khi ông Yersin chết, bà tôi viết trong cuốn xứ Trầm Hương cuộc đời và sự nghiệp của ông Yersin. Và cuộc đời thơ ấu của chúng tôi từ năm 1940 cũng gắn liền với những cái sinh hoạt mà ông già xa đã để lại cho tuổi trẻ của chúng tôi. Đó là những buổi chiều thứ bảy chúng tôi được xem phim. Trẻ nhỏ của chúng tôi á, thì ngồi ở phía sau cái màn ảnh. Thành ra những hình ảnh mà chiếu được ở trên màn ảnh đều cả. Đây là cây sống còn, đã trăm năm tồn tại rồi đó. Và sắp tới với cái đô thị hóa thì sắp mất. Cho nên đây là những cái di tích cuối cùng của cái sống còn mà nơi Yersin gắn bó suốt cuộc đời của mình. Vì sao mà Yersin chọn cái này? Đây là nơi cư trú của những ngư dân nghèo khổ. Và nghèo khổ thì nghiên cứu cái bệnh tật, nghiên cứu tất cả những cái dịch này nó ở vùng này là rất thuận lợi và để chủ yếu là cứu vớt những cái con người bất hạnh ở đây. Cho nên từ xuất phát từ cái đó là cụ là 50 năm ở Nha Trang là cụ luôn luôn ở cái xóm này. Và đây là cái di tích gọi là rất quý giá cũng được, là bởi vì chỉ chừng một thời gian ngắn nữa tất cả cái này phải giải tỏa để mà hiện đại hóa, là xây nhà xây lên. Người ta nhớ Việt Nam gì tất cả những cái này là nhớ một cái con người nhân hậu và thương dân. Cho nên khi thì dân khi cụ mất á, thì dân ở sông Cồn cũng như ở trong Suối Dầu là dựng xây dựng bờ thờ dọc theo đường để mà thờ. Bà Ponaga rộn rã, tưng bừng, náo nức bước vào mùa lễ hội. Ca Tê Chăm, lễ hội cầu ngư, hát bóng đón mùa xuân về và cầu mong một mùa đi biển bội thu. Trong mùa lễ hội đầu xuân này, người dân Nha Trang, xóm Cồn, xóm Bóng, Suối Dầu, Suối Cát Khánh Hòa vẫn nhìn thấy hình bóng của ông Nam Hiệp Xanh thấp thoáng hiện về. Ngày 19 tháng 11 năm 2011, tại công ty vaccine Pasteur Đà Lạt đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học quốc tế Alexandre Yersin, thời đại Internet và Pasteur Việt Nam tương lai. Ừ,
Alexandre Yersin a été quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Alexandre Yersin là một người rất đặc biệt. Ông rất yêu quý Việt Nam và đã trở thành một người bạn thật sự của Việt Nam. Ông thật sự là tấm gương về tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa các dân tộc. Điều quan trọng là phải làm cho thế hệ trẻ ngày nay nhận thức được điều đó và noi theo tấm gương của ông. Chúng tôi ngày nay đã phòng chống được bệnh dịch hạch và báo một cái tin mừng là tới năm 1989 thì cái ca mà cuối cùng về dịch hạch là ở Bình Định, và đến từ năm 1989 đến nay là không còn một cái ca dịch hạch nào cả. Đáp là cái công ơn của Yên San đã nghiên cứu về dịch hạch, và chắc rằng là Yên San ở Tứ Bàn cũng rất là phấn khởi vì là thế hệ trẻ đã nối tiếp được cái công trình của ông. Sự nghiệp nghiên cứu và bào chế vaccine phòng ngừa dịch bệnh của bác sĩ bác học Yersin Xanh ngày nay được kế tục bởi hệ thống máy móc hiện đại và tổng hóa dưới sự điều hành của bàn tay khối óc thông tuệ của các nhà khoa học trẻ. Ông Năm Việt Xanh là người xưa nay hiếm. Trái tim nhân hậu và lòng quả cảm của ông đã được sự ngưỡng mộ, tôn kính và thán phục của mọi người, mọi dân tộc và mọi lứa tuổi. Tôi đã xây dựng được cái nhà máy sản xuất vaccine tại Đà Lạt rất là hiện đại. Có thể một năm có thể cung cấp được 6 triệu liều vaccine để phục vụ cho các cái nhu cầu của trong nước cũng như có thể còn xuất khẩu được. Đặc biệt trong này chúng ta đã sản xuất được cái vaccine dịch hạch, làm cái cơ sở đầu tiên sản xuất vaccine dịch hạch của Việt Nam. Bởi vì Yersin chính là người nhà bác học phát hiện ra vi chủng dịch hạch năm 1894 tại Hồng Kông, sau đó là bệnh dịch hạch xâm nhập Việt Nam, và cũng chính nhờ cái lại sản xuất vaccine dịch hạch này góp phần để loại trừ cái bệnh dịch hạch ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong đó là một những cái mà tôi nghĩ nếu mà Yersin biết được thì đó cũng là cái niềm tự hào của ông, bởi vì chúng tôi đã kế tục cái sự nghiệp của ông, và như vậy là ở Việt Nam thì như vậy hiện nay đến cái bệnh dịch đã thanh toán được. Ngày 1 tháng 3 hàng năm, lễ tưởng niệm ông Năm Xanh được tổ chức long trọng theo nghi lễ truyền thống của người Việt tại chùa Linh Sơn Suối Cát, tại mộ Yersin Xanh tại Suối Dầu và tại trường trung học cơ sở Yersin Xanh. Hội những người ái mộ Yersin Xanh Khánh Hòa tổ chức ngày giỗ ông Năm long trọng. Gần một thế kỷ trôi qua ở Nha Trang, Khánh Hòa, tên ông Năm Yersin Xanh đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng nhân ái, vị tha, của nghị lực phi thường trong cuộc chiến với sự sống và hạnh phúc chân chính của con người. Ông Năm Yersin Xanh là nhân vật huyền thoại đã đi vào thế giới tâm linh của người dân Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi nghĩ Ngài là một vị thánh, một vị thánh. Ngài là một vị danh nhân nhưng mà trong đó có một vị thánh. Quốc gia chúng ta hiện tại bây giờ cũng cấp những cái nhà bảo tàng để duy trì lại cái hình bóng của bác sĩ. Không những vậy mà cái điều nó đơn giản nhất nhưng mà nó thâm thúy cái ân nghĩa tình sâu của dân tộc Việt Nam, trong đó đặc biệt Khánh Hòa đã lập những cái bàn thờ để thờ bác sĩ, nơi miếu đình cũng số chùa chiền đã thờ bác sĩ. Có những cái ngôi chùa chính giữa là thờ Đức Thế Tôn, hai bên là thờ Quan Âm Địa Tạng, trong đó có thờ bác sĩ Yersin Xanh, coi như tôn vinh là một vị Bồ Tát, một vị thánh đối với thế gian. Còn trong đạo chúng tôi nhìn đó là một vị Bồ Tát hóa thân
để giúp cho muôn loài chúng sanh trong cái sự đau khổ. Vậy đó là một cái điều mà chúng ta nên cảm nhận. Và cái điều đặc biệt nữa là chúng ta đã chuyển hóa một tâm hồn của người nước ngoài. Ông ta là một bác sĩ nước ngoài mà thương dân tộc Việt Nam, thương dân Khánh Hòa, đã chế ra loại thuốc đó. Như vậy thì dân tộc Việt Nam, người Việt Nam, người Khánh Hòa đã chuyển hóa được tâm ông ta rồi. Ông ta đã nhận Khánh Hòa là quê hương, Việt Nam là quê hương thứ hai ông ta. Đó là những cái điểm đặc biệt mà chúng tôi luôn luôn rất là tôn kính.